Xin chào quý vị và các bạn. Ông Minh đang hồi phục thần kỳ. Với cái đà này, chẳng mấy chốc ông có thể nói chuyện, có thể tự chăm sóc bản thân. Thì bất ngờ ông bị hôn mê sâu, được tiên lượng rất xấu. Và người đẩy ông Minh vào thế ngàn cân treo sợi tóc chính là Khánh Linh, cô con gái nuôi mà ông Minh bảo Ngọc yêu thương hơn khúc ruột của mình. Những việc làm xấu xa, bỉ ổi của cô nàng đã bị bà Hằng nắm thóp. Bà uy hiếp Khánh Linh làm tay trong hãm hại Trần Gia. Chẳng biết rồi, Trần Gia sẽ gặp những sóng gió gì nữa trước liên minh ma quỷ, bà Hằng và Khánh Linh. Và Việt Lâm sẽ chứng tỏ bản lĩnh ra sao để sốc lại tinh thần cho cả nhà, chèo lái tập đoàn Đại Dương, cũng như sớm tìm ra hung thủ, kết thúc chuỗi bi kịch này. Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Dưới bàn tay tài tình của ông Tân, cùng sự chăm sóc của tất cả thành viên trong gia đình, ông Minh đã có thể mấp máy miệng, nói một số từ đơn giản, tay chân cũng trở nên linh hoạt hơn. Thì bỗng một ngày đẹp trời, ông mê man bất tỉnh. Bà Ngọc lo sợ, vội đưa ông tới bệnh viện, rồi gọi điện cho tất cả các thành viên trong nhà. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ai nấy đều lo lắng. Bà Ngọc khóc lóc. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử bất công với gia đình tôi như vậy? Việt Lâm ôm bà vào lòng an ủi. Mẹ à, bà sẽ không sao đâu. Nhìn ai nấy đều hoảng loạn, xen lẫn xót thương cho ông Minh, nhưng nếu để ý có thể thấy vẻ bình thản của Khánh Linh. Và theo như chúng tôi tìm hiểu được thì ra chính Khánh Linh là kẻ ăn cháo đa bát, ra tay tàn độc với chính ân nhân cưu mang giúp đỡ cô nàng. Dù Khánh Linh đã bị đuổi ra khỏi Trần gia, nhưng cô nàng vẫn quan sát mọi động tĩnh của các thành viên trong nhà. Với sự hỗ trợ của Thanh Sơn, cô nàng tiếp tục hợp tác với Hùng Điên tìm cách trừ khử tay Bách, kẻ trực tiếp sát hại Uyên Thi. Chỉ cần Bách chết đi thì mọi bí mật sẽ vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ sâu. Có điều, trái đất này nhỏ bé lắm. Không chỉ có Khánh Linh có liên quan tới Hùng Điên, tới Bách, mà trùng cuối là bà Hằng, cũng là khách hàng thân thiết của Hùng Điên. Chính bà Hằng là người thuê tay Bách sát hại Kim Chi, rồi vụ oan giá họa cho Việt Lâm năm xưa. Giờ đây, bà Hằng đang có âm mưu hãm hại Trần Gia, chiếm đoạt Đại Dương. Khi mọi việc xong xuôi, bà sẽ nhận lại Thu Thảo, cô con gái mà năm xưa bà cố tình đánh cháo vào nhà ông Minh. Khi biết được tin, ông Minh từ một người thực vật chỉ nằm liệt trên giường, giờ đang tiến triển rất tốt. Bà Hằng lo sợ kế hoạch của bà sẽ đổ sông đổ biển. Giờ việc chớp mắt bà cần làm là khiến ông Minh không thể hé răng nửa lời. Tiếc là ông Minh cả ngày ở trong nhà, đột nhập được vào căn biệt thự đó là điều vô cùng khó khăn. Muốn ra tay được với ông Minh không hề dễ dàng, còn mua chuộc các thành viên khác trong Trần gia là nhiệm vụ bất khả thi. Trong lúc đang đau đầu tính toán thì bà Hằng phát hiện ra Khánh Linh và Hùng Điên đang hợp tác với nhau. Thì ra Khánh Linh chính là kẻ gây ra cái chết của Uyên Thi. Bà Hằng phá lên cười đắc ý. Đúng là ông trời cũng giúp mình. Khánh Linh à, cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi. Bà Hằng chủ động hẹn gặp Khánh Linh. Tuy bà với thân phận là nội trợ không màng thế sự, nhưng bà là vợ của ông Tài, là phu nhân của tập đoàn Thành Tín, đối thủ nặng ký của Đại Dương, nên trên thương trường. Khánh Linh bĩu môi. Tôi và bà chẳng có lý do gì để gặp nhau. Có gì thì bà nói nhanh lên. Bà Hằng bình thản. Cô Linh à, làm gì mà nóng giận như vậy? Cô cứ ngồi xuống, nghe tôi trình bày mọi chuyện. Tôi tin sau cuộc nói chuyện này, tôi và cô sẽ vô cùng thân thiết. Khánh Linh miễn cưỡng ngồi xuống. Cô nàng hất tóc. Có gì thì bà nói đi, thời gian của tôi là vàng là bạc, chứ không rảnh rỗi như bà. Bà Hằng cũng chẳng vòng vo. Cô Linh à, chắc cô biết Hùng Điên chứ? Nhắc tới hai chữ Hùng Điên khiến Khánh Linh sợ xanh mặt, nhưng cô nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lời. Hùng Điên là ai, liên quan gì tới tôi? Bà Hằng phá lên cười. Cô không cần phải diễn kịch với tôi đâu, cô biết thừa, hắn rất mê tiền. Tôi đã không tiếc tay với hắn, nên hắn đã ngoan ngoãn, khai hết mọi chuyện về cô rồi. Khánh Linh trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng rồi cô nàng hiểu, nếu bà Hằng muốn chi hô mọi chuyện thì đã báo công an, chứ chẳng tới đây tìm cô. Rốt cuộc, bà ta có mục đích gì? Khánh Linh khôn khéo. Tôi và bà không thù không oán, bà quan tâm tới chuyện của tôi làm gì? Còn nữa, chắc bà gặp tôi có mục đích phải không? Bà Hằng vỗ tay tán thưởng. Cô Linh đây quả là người thông minh, sắc sảo.
Chuyện của Uyên Thi tôi không quan tâm, nhưng lần này tôi cần cô giúp tôi một việc. Vì bị bà Hằng nắm thóp, vì đang ở cửa dưới, Khánh Linh buộc phải nhún nhường. Bà Hằng thừa thắng xông lên. Tôi biết cô Linh đây đang chịu không ít ấm ức, thiệt thòi khi bị cả Trần gia đối xử bất công. Tôi thì cũng chẳng ưa gì ông Minh, bà Ngọc, nên tôi muốn bắt tay hợp tác với cô. Khánh Linh tò mò. Bà là ai? Tại sao bà lại biết chuyện của tôi, của Trần gia? Bà Hằng giọng mỉa mai. Chắc cô còn nhớ, năm xưa Đại Dương thành lập từ ba người, ông Minh, ba cô và chồng tôi. Cô cũng thấy đó, ba của cô thì vì ông Minh mà mất mạng, còn chồng của tôi thì bị chết oan ức. Còn chồng của tôi thì cũng chết oan ức, tức tưởi. Cô có nghĩ đó là trùng hợp, hay chính là âm mưu muốn chiếm đoạt Đại Dương của ông Minh? Từng câu từng chữ khiến Khánh Linh cảm thấy đa nghi, cảm thấy cũng có lý. Bà Hằng bồi thêm. Cô biết rõ, người nhà đó không tốt đẹp gì đâu. Họ nhẫn tâm đẩy cô ra đường không thương tiếc. Nếu tôi là cô, tôi không để yên đâu. Nhưng Khánh Linh cũng là con cáo già, cô nàng vô cùng cảnh giác. Nhưng hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất tốt. Bà Hằng phá lên cười. Vậy cô có nghĩ, nếu Việt Lâm phát hiện ra chính cô là người hãm hại Uyên Thi, cậu ta có để yên cho cô hay không? Còn nữa, tôi cũng không hứa là mình có thể giữ mồm giữ miệng hay không. Trước sự uy hiếp của bà Hằng, Khánh Linh nghiến răng. Bà muốn cái gì? Bà Hằng khẽ cười. Chỉ cần cô cho thứ thuốc này cho ông Minh uống thôi. Việc này trong khả năng của cô mà. Khánh Linh chất vấn. Bà có biết nếu việc này bại lộ thì tôi chỉ có nước chết không? Bà Hằng vỗ về. Cô yên tâm, hàm lượng rất nhỏ, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Hơn nữa, cô là người thông minh, tôi biết cô sẽ phải làm gì mà. Rồi bà Hằng cũng đưa ra điều kiện hấp dẫn. Sau khi loại bỏ được Trần gia, Đại Dương sẽ là của cô. Cũng chẳng có ai có thể gây nguy hiểm tới cô. Quả thật, khi thấy Việt Lâm ân đoạn nghĩa tuyệt, Khánh Linh hiểu cô nàng không còn cơ hội ở bên anh. Giờ trong lòng cô nàng chỉ là thù hận. Cô sẽ không chỉ khiến Việt Lâm mà khiến cả ông Minh, bà Ngọc phải sáng mắt khi đẩy cô ra đường. Hơn nữa, giờ bà Hằng đang biết được những việc làm xấu xa, bỉ ổi của Khánh Linh. Ngẫm lại việc thủ hạ vô tình với ông Minh, không chỉ có lợi cho bà Hằng mà cũng có lợi cho mình. Khánh Linh gật gù. Được rồi, chuyện này cứ để tôi lo. Vì là con cái trong nhà nên Khánh Linh dễ dàng đột nhập vào phòng ông Minh, lén bỏ thuốc độc vào sữa của ông. Chẳng biết rồi, ông Minh có phúc lớn mạng lớn vượt qua kiếp nạn lần này. Và liên minh ma quỷ bà Hằng và Khánh Linh sẽ làm ra những chuyện thất nhân thất đức gì nữa? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.